Bây giờ xin mời bà con mình nghe tiếp tập thứ 26 của hồi ký Trại Kiên Giam của Nguyễn Chí Thiệp. Uống miếng nước nha bà con. Đây là cà phê chứ không phải nước, uống cà phê nguyên ngày luôn. Đại hội đảng lần thứ 5 được chuẩn bị khá lâu, nhưng đình hoãn mãi. Vì theo tin tức từ bên ngoài cho biết lý do đình hoãn đại hội vì Lê Duẩn chưa chuẩn bị được đa số đại biểu được bầu vào ủy viên trung ương thuộc phe cánh của y. Võ Nguyên Giáp từng bị thất sủng từ hồi Hồ Chí Minh còn sống. Nhờ có tên tuổi trong và ngoài nước biết đến nên vẫn còn được giữ chân Bộ Chính trị và phụ trách một công tác kém quyền hành là Phó Thủ tướng đặc trách Cách mạng Khoa học Kỹ thuật. Trước đại hội kỳ năm, Võ Nguyên Giáp lại được nhắc nhở đến nhiều, và đó là mối lo ngại của Lê Duẩn, dù Lê Duẩn đã dành nhiều quyền hạn cho Lê Đức Thọ thuộc cánh ông ta trong chức vụ trưởng ban tổ chức đảng. Lê Đức Thọ cùng với Lê Duẩn được cử vào miền Nam để lãnh đạo xứ ủy Nam Kỳ và lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp. Lê Duẩn là bí thư xứ ủy, thì Lê Đức Thọ là phó bí thư xứ ủy. Chiến thắng miền Nam năm 1975, củng cố thế mạnh của cánh xứ ủy Nam Kỳ, Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Phạm Hùng, Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt, cùng với cánh liên khu 5 Võ Chí Công, Chu Huy Mân thành đa số ở chính trị bộ. Chiến thắng này lại củng cố thêm thế mạnh cho cá nhân Lê Đức Thọ. Từ năm 1957, Lê Đức Thọ thay thế Lê Duẩn điều khiển bộ phận đảng miền Nam, và là người chỉ huy chính thức cuộc nổi dậy của Cộng sản tại miền Nam. Đến khi chiến thắng, Lê Đức Thọ là người ký kết hòa đàm Paris, nhưng cũng là người quyết định cuộc tổng tấn công mùa xuân năm 75, ở vị trí thứ 5 trong Bộ Chính trị, nhưng là bí thư thứ 2 trong ban bí thư. Lê Đức Thọ với nhiệm vụ ủy viên tổ chức đảng đã trở thành một thế lực lấn át cả Lê Duẩn. Lê Đức Thọ có hai em là Đinh Đức Thiện, Bộ trưởng Bộ Dầu khí, trước đó là Cục trưởng Tổng cục Hậu cần, và Mai Chí Thọ, Giám đốc Sở Công an Sài Gòn kiêm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Chức vụ Giám đốc Sở Công an, nhưng thế lực của Mai Chí Thọ thật lớn vì nắm trọn lực lượng Công an Sài Gòn. Thọ đã lập được nhiều công trạng phá vỡ tất cả các tổ chức chống đối tại Sài Gòn, trong đó có rất nhiều tổ chức do y lập ra. Làm việc này Thọ có được hai cái lợi cho cá nhân y. Thứ nhất, các tổ chức phản động của y lập ra làm mồi bắt được nhiều người yêu nước chống cộng. Thứ hai, y càng tô vẽ các tổ chức phản động càng quan trọng, công lao của y càng lớn. Thành phố Sài Gòn tuy trên tổ chức hành chính chính trị đứng sau Hà Nội là thủ đô, nhưng thực tế thế lực chính trị của thành ủy Sài Gòn lớn hơn thành ủy Hà Nội nhiều. Vì Sài Gòn đảng viên đông, tức là số đại biểu tham dự đại hội đông, kinh tế Sài Gòn bao trùm cả nước, nắm được Sài Gòn là có thế đứng mạnh nhất. Theo tổ chức của Cộng sản, Giám đốc Sở Công an thành hay tỉnh là phó bí thư thứ hai của thành ủy hay tỉnh ủy đó. Từ lúc Nguyễn Văn Linh làm bí thư thành ủy, Võ Văn Kiệt phó bí thư thành ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Mai Chí Thọ Giám đốc Sở Công an là phó bí thư thứ hai thành ủy, Nguyễn Văn Linh trở thành ủy viên chính trị sau đại hội 4, Võ Văn Kiệt ủy viên dự khuyết trở thành bí thư thành ủy, Vũ Đình Liệu phó bí thư thành ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Mai Chí Thọ vẫn giữ vững thế nắm giữ ngành công an. Lúc này quản giáo Tích thường tìm dịp nói chuyện với Ánh và tôi. Chú bé này là quản giáo đội 5 chúng tôi từ ngày mới lên trại 1979. Đội 5 là đội quản thúc, hơn một năm chỉ làm lao công trong trại. Cuối năm 1980 mới được đi lao động bên ngoài. Tích người Bắc, nổi tiếng ác ôn nhất trong hàng ngũ quản giáo. Hắn không bao giờ rời đội, suốt giờ lao động hắn bắt ghế ngồi tại chỗ để trông từng người tù một. Chờ dịp tù sơ hở là chửi bới. Bộ mặt kênh kiệu làm cao không bao giờ nói chuyện với tù. Điều này đỡ cho chúng tôi, vì chúng tôi cũng không muốn nói chuyện với cán bộ. Có những người lăng xăng chuyện vặt với cán bộ trông không giống ai. Đa số tù không thích thái độ nịnh bợ đó,
nên số này cũng rất ít. Từ khi đi phép về, hắn có vẻ buồn và suy nghĩ, và thường bỏ đội đi chơi. Một hôm tôi nghe một màn đối thoại của Tích và bạn hắn. Mày à, có biết Sài Gòn hiện đại lắm không? Ngoài đường lúc nào cũng đông người chứ không như ở Xuân Phước của mình đâu. Còn chợ Sài Gòn thì hàng hóa thật là nhiều, thứ gì cũng có chứ không như chợ Đồng Xuân của mình. Mày biết không, đường nào cũng có hàng quán, mình có tiền thì cái gì cũng có, cũng mua được, không phải xếp hàng. Mày biết không, tiệm ăn nào cũng sạch sẽ, có cả khăn bàn và khăn tay trắng muốt, không như tiệm ăn ở ngoài Hà Nội đâu. Mày biết không, gia đình của bà cô tao ở ngã ba ông Tả giàu lắm. Cô tao theo chồng di cư năm 1954, nhà cô tao đứa nào cũng có đồng hồ, mỗi đứa một cái Honda. Mà ở Sài Gòn họ ăn nhiều thế, bữa nào cũng có thịt, trong nhà người nào về lúc nào ăn lúc đó. Cô tao nói sau giải phóng cô tao không mua bán được nên gia đình cô tao nghèo đi. Nghèo cái gì, tao vẫn thấy dương giả chán. Cô tao dặn tao đi ra ngoài đừng mặc áo công an, mặc áo công an dân họ ghét. Mà tao cũng thấy như vậy, mình mặc đồ công an dân họ khinh lắm. Tích thường hỏi chuyện ánh và tôi về việc học hành, về đại học. Có lẽ hắn có xem hồ sơ biết chúng tôi có học đại học. Chú bé có lẽ mê hai chữ đại học và ước mơ đi học ở đại học công an. Tích nói với tôi hắn học xong lớp 9 thì vào công an vì cha chết trong chiến trường B. Thảo nào hắn căm thù chúng tôi. Lúc đầu chúng tôi không thích nói chuyện. Từ khi nghe câu chuyện Tích kể về Sài Gòn cho bạn, Ánh và tôi biết tinh thần thằng bé lung lay, không còn mơ mộng những giáo điều sáo ngữ. Hắn có thay đổi thái độ với tù, không còn tìm cách chửi bới như trước. Nhưng lao động hắn vẫn kiểm chỉ tiêu và luôn luôn bắt đội chúng tôi vượt hơn chỉ tiêu các đội khác. Một hôm ra đến bãi đào ao, hắn cầm thước đo chỉ tiêu cho từng tổ. Tính tham lam vẫn không chừa, mỗi lần hắn đo một thước lại gạch quá thành một thước hai ba phân. Để ba thước có thể trở thành ba thước một, tôi chợt nảy ra ý định. Tôi nói, cán bộ cho tôi mượn cái thước. Tích hơi ngạc nhiên đưa mắt nhìn tôi một lúc, nhưng rồi cũng đưa thước cho tôi. Tôi cầm thước đo một thước lùi vào ba phân. Đến ba thước thì lùi lại khoảng hai thước chính. Tôi gạch điểm của tôi lùi sau điểm gạch của Tích hai tấc rồi đưa thước cho hắn. Tích cầm cây thước gõ vào gạch của tôi hỏi, sao lại chỗ này? Tôi chỉ vào gạch của hắn nói, sao lại chỗ này? Tích sẵn giọng, có tí xíu mà anh cũng kèo này. Tôi trả lời, cán bộ không đổ mồ hôi mà cán bộ cũng kèo này, chúng tôi ba thước thành ba thước mốt. Chúng tôi đổ mồ hôi, ba thước còn lại hai thước chính, cán bộ cũng không chịu. Tôi thấy mắt hắn trợn lên nhìn tôi, nhưng rồi dịu xuống và nói, thôi, các anh làm đi. Tôi biết tôi đã suy đoán đúng, chú bé đã thay đổi nhiều. Nếu việc này mà xảy ra trước khi hắn đi phép, chắc chắn là sẽ chửi bới tôi một hồi rồi làm biên bản cùm tôi trong phòng kỷ luật. Ngày hôm sau, làm lao động một lúc thì Tích tới đội gọi tôi đi theo hắn. Tôi đinh ninh là hắn đem tôi đi nhốt. Anh em bạn bè ai cũng nhìn tôi tỏ ra thông cảm. Họ cũng quen cái tính của tôi, hay chịu đựng nhưng nhiều lúc hơi bướng. Anh em nói tôi nóng sản. Lên mặt ao tôi ngạc nhiên không thấy Tích đi về hướng trại mà dẫn tôi vào một bóng cây, chỉ gốc cây Tích nói, anh nàng ngồi xuống đi. Tôi ngồi xuống xong hắn ngồi lên chiếc ghế. Ở trong tù mỗi lần nói chuyện với cán bộ là một điều sỉ nhục, cán bộ ngồi trên ghế còn tù ngồi dưới đất. Tích hỏi tôi, ngày hôm qua anh không sợ tôi kỷ luật anh? Cán bộ kỷ luật tôi thì tôi chịu. Tôi trả lời, anh biết hồ sơ cải tạo của anh không tốt, anh cứ bướng thế làm sao về được. Thấy hắn có vẻ dịu giọng tôi nói, bao giờ nhà nước cho về thì về, ở tù 5 năm rồi riết cũng quen. Anh à, có nhớ Sài Gòn không? Nhớ chứ cán bộ, đi xa lâu rồi phải nhớ nhà, nhớ Sài Gòn lắm. Anh biết tôi đi Sài Gòn về không? Sài Gòn lúc này vui lắm. Giả bộ không biết hắn đi Sài Gòn tôi nói, cán bộ mới đi Sài Gòn à, chắc là vui lắm nhỉ? Tôi tưởng cán bộ đi Hà Nội chứ. Tích bắt đầu kể chuyện. Chuyến đi phép này tôi ghé Điện Bàn, quê của anh đó. Tôi có bà chị về làm dâu ở làng Phong Thử. Anh trẻ tôi tập kết ra Bắc. Anh có nhớ làng Phong Thử không? Làng Phong Thử đi từ ngã ba Điện Bàn từ quốc lộ 1 trở lên Đại Lộc. Làng mới xây dựng lại toàn nhà ngói. Chị tôi nói trước đây là chiến trường Mỹ ném bom B-52 sang bằng. Dân làng đi ra thành phố. Sau ngày giải phóng trở về nên ai cũng giàu có. Nhà nào cũng có đài tốt. Tôi thấy làng trù phú lắm,
Người ta làm cả nghề dệt vải. Trước khi đến đó, tôi đã đọc tài liệu về hợp tác xã Điện Quang đứng đầu toàn tỉnh với năng suất 9 tấn. Tôi vừa muốn thăm anh chị, vừa muốn xem hợp tác xã gương mẫu. Tôi có vẻ chán khi nghe Tích tuyên truyền, nhưng bất ngờ hắn tiếp câu chuyện. Chị tôi nói bà con nông dân họ than quán lắm. Thấy Tích ngưng lại, tôi hỏi dò. Phong Thử gần quốc lộ, nhưng trước kia toàn dân theo kháng chiến. À đúng đó, toàn dân là cơ sở, dân kinh tài của cách mạng ở thành phố về, nên họ không sợ, họ nói tùm lum. Chứ dân Ngụy các anh có bất mãn cũng đâu dám nói. Tôi về Hà Nội bằng phi cơ. Anh đã đi phi cơ lần nào chưa? Đi phi cơ nhanh thật. Về Hà Nội mẹ tôi mừng lắm. 2 năm rồi tôi mới gặp mẹ. Mẹ tôi bán một con lợn được hơn 2.000. Mẹ tôi cho 2.000 để mua xe đạp. Tôi muốn có một chiếc xe đạp từ lâu rồi mà chưa có tiền mua. Lúc bé đi học cứ chạy theo sau mấy người đạp xe cho tới trường. Và nghĩ đến lúc mình có một chiếc xe thì sướng lắm. Nhưng tôi vào đến Sài Gòn, tôi may áo quần và tiêu hết. Mua xe đạp làm gì? Như các anh trước kia, nhà cao cửa rộng, xe cộ đủ thứ, bây giờ thay đổi rồi cũng hết. Đang nói chuyện với tôi thì có tên Tiên cán bộ tài xế lái xe chở hàng đi ngang qua, Tích hỏi với. Ê Tiên, cậu đi đâu đó? Tối nay có chuẩn bị họp chi đoàn không? Ê, các cậu họp đi, tới ra chợ Xuân Phước uống cà phê, cái nồi ngồi trên cái cốc, nghe nhạc sập sình. Rồi dẫn con Hà ra bờ suối tìm chỗ nào vắng mặt, cưa cho nó sướng không cần họp. Nói xong hắn bỏ đi. Tích có vẻ ngượng với tôi về lối ăn nói thô tục của Tiên về chuyện trai gái. Tiên là tên cán bộ lái xe nên có tiền, luôn luôn tỏ ra ăn chơi và sống trội hơn các cán bộ khác. Tôi thấy nói đến họp nên bắt ý hỏi Tích để dò chơi. Hình như sắp có tổ chức đại hội đảng toàn quốc. Đại họp chi đoàn cơ sở để bầu đại diện về dự đại hội huyện, bầu đại diện huyện đi dự đại hội tỉnh bầu đại diện đi dự đại hội toàn quốc. Tôi tiếp tục hỏi tới, theo hiến pháp có chủ tịch hội đồng nhà nước, không biết chuyến này ai làm chủ tịch? Thì ông Trường Chinh chứ ai, ông Nguyễn Hữu Thọ xử lý chủ tịch nhà nước khi Bác Tôn chết, nhưng mới vào đảng hồi 60 mấy thì sức mấy mà được, không chừng chuyến này ông Võ Nguyên Giáp làm tổng bí thư hay thủ tướng. Tôi ngạc nhiên vì cách nói của Tích và những điều hắn nói về Võ Nguyên Giáp. Tôi tưởng một cán bộ cấp nhỏ không thể nói chuyện thay đổi tổng bí thư, càng tò mò hơn nên tôi hỏi tiếp. Nghe nói ông Võ Nguyên Giáp bị bệnh nên lâu nay làm phó thủ tướng đặc trách khoa học kỹ thuật. À, uy tín ông Giáp lúc này lên, người ta hay nhắc đến ông Giáp lắm, có thể làm tổng bí thư. Nhưng tổng bí thư bao giờ cũng làm suốt đời mà. Tích làm vẻ thông thạo trước sự khờ khạo của tôi, hắn nói. Thầy các anh không biết nên nói như vậy, tổng bí thư cũng do đại hội bầu chứ. Thành ra họ phải tranh thủ đại biểu, nhất là các ông được bầu vào trung ương đảng bầu ra chính trị bộ và tổng bí thư. Buổi nói chuyện với Tích tôi thấy hữu ích, trước hết xác nhận được một số điểm, thằng bé quả thật thay đổi nhiều sau chuyến đi phép. Đối với một cán bộ ở chỗ đồng khô cỏ cháy Xuân Phước này, cũng như sinh và lớn lên ở Hà Nội, thiếu thốn trong chiến tranh, sự phong phú và đời sống thoải mái của Sài Gòn có thể cảm hóa được. Điều này tôi xác nhận rất rõ qua nhiều cán bộ Xuân Phước những năm về sau, như cán bộ Tuyến, cán bộ Hải, cán bộ Uy, cán bộ Cường. Tên nào cũng về trường công an học vài năm trở ra trại đều thay đổi, trở thành rất dễ tính. Đặc biệt là trường hợp cán bộ Hải, hắn mang lon thượng sĩ nhưng phải làm vệ binh vì hay đánh tù khi hắn làm quản giáo ở đội hình sự. Làm quản chế, tức vệ binh, tù chính trị, Hải thường có nhiều hành động độc ác. Hắn đi quản chế đội nào thì hôm đó tù không được đi tắm và múc nước, kể cả việc làm dơ bẩn như bốc phân. Coi đội làm rẫy, hắn buộc tù phải dùng tay bốc phân bón cây, không được dùng sản xúc. Phân bón rau là phân người trộn với cát rồi phơi nắng. Lần đầu tiên bốc vào phải nôn đến mấy lần. Thấy tù nôn thì hắn chửi thậm tệ, là quen thói hút máu nhân dân, không biết lao động, ngồi mát ăn bát vàng, vân vân. Hải cũng thay đổi sau lần đi học công an ở Thủ Đức về, lúc nào hắn cũng ngồi thừ ra và rất dễ dãi, cho đi tắm sớm. Một hôm, ngoài bãi lao động, hắn gọi tôi lại đưa tôi đọc một bài báo tường thuật về nữ bác sĩ Phượng ở bệnh viện Từ Dũ. Đem hai đứa bé song sinh dính liền vào nhau qua Nhật để mổ, hai đứa bé được đặt tên là Nguyễn Việt Đức.
bài báo ca ngợi thành quả sáng tạo khoa học của nhân dân Nhật Bản và tính nhân đạo của Đảng Cộng sản. Tôi đọc xong thì Hải hỏi tôi, anh suy nghĩ thế nào? Tôi không biết Hải hỏi với ý gì nên trả lời chung chung. Khoa học tiến bộ quá, dính liền nhau mà mổ được. Hải hỏi tôi, thật sự anh không nghĩ gì sao? Vâng, tôi không nghĩ gì cả, tôi thấy tội nghiệp những đứa trẻ quái thai. Hải buông một câu nói ngoài tưởng tượng của tôi. Bao nhiêu người khỏe mạnh, bao nhiêu nhân tài đem đi nhốt rồi đem cứu một quái thai làm gì? Tôi chỉ biết nhìn Hải ngạc nhiên. Có thể nào khi người ta nhìn ra sự thật thì sự thay đổi lớn vậy sao? Tôi tin là Hải nói thật với tâm hồn và sự suy nghĩ của hắn, đưa ra một nhận xét rất đúng đắn trước khi bảo tôi về đội. Hải nói, đối với tôi, anh còn ngại không muốn nói chuyện phải không? Anh dè dặt cũng đúng, giữa anh với tôi vẫn là một khoảng cách. Lần nói chuyện với Tích, thấy sự trạng nứt trong nội bộ các lãnh tụ Đảng Cộng sản là có thật, và trong hàng ngũ đảng viên không còn tình trạng bưng bít và nói theo một chiều như những năm đầu nữa. Bây giờ cán bộ có thể phát biểu những ý nghĩ riêng tư của họ. Tôi nghĩ đó là một sự tiến bộ nếu nhìn chung trên quyền lợi đất nước. Đối với Đảng Cộng sản, đó là một sự suy thoái đến độ trầm trọng. Một lời nói của một cán bộ cấp thấp chưa phải có giá trị hoàn toàn đúng, nhưng nó phản ánh một hiện tượng về sự đồng đãi bàn bạc giữa cán bộ với nhau về các sự tranh chấp nội bộ. Điều này trước kia không hề có trong nội bộ của một đảng cộng sản. Tính chất của những đảng độc tài, cán bộ được huấn luyện có niềm tin tuyệt đối vào lãnh tụ và những điều lãnh tụ nói ra. Đảng độc tài dùng động lực căm thù làm phương tiện đấu tranh và củng cố nội bộ. Nếu còn đối tượng tranh đấu, còn đối tượng căm thù tức là còn kẻ địch, thì tất cả họ hướng về kẻ địch để tiêu diệt. Nhưng khi không còn địch thủ thì sự tranh đấu đó không thể nào hết đi được, nên nó hướng vào bên trong, tức là hướng vào sự tranh chấp nội bộ. Tôi hiểu thêm được một khía cạnh của vấn đề. Những nhà lãnh đạo độc tài, họ luôn luôn tìm ra đối tượng căm thù một phần để giữ vững tổ chức. Trường hợp Trung Hoa sau khi tiêu diệt hết kẻ thù giai cấp, không còn đối tượng cho đám đảng viên và đoàn viên trẻ tuổi được dạy tư tưởng Mao Trạch Đông. Ông ta phải tạo ra cuộc cách mạng văn hóa để hướng tuổi trẻ Trung Hoa đấu tranh tiêu diệt những đồng chí thân thiết của ông đã trở thành những đối thủ. Đó là những nguyên soái, tư lệnh các quân khu và những người đang nắm giữ các chức vụ có thể tranh chấp quyền hành với Mao. Như vậy có thể tin tưởng được rằng sau khi Cộng sản hết kẻ thù trong nước và mối đe dọa từ bên ngoài, thì những cuộc đấu tranh nội bộ sẽ xảy ra và có thể làm đổ vỡ tổ chức đảng. Một điều ghi nhận nữa là dù cho Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản cố tiêu diệt tính người trong cán bộ của họ, muốn đào tạo nên con người xã hội chủ nghĩa để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, họ dùng lối tuyên truyền bịp bợm để đánh lừa đảng viên, biến đảng viên thành ra cái máy chỉ biết căm thù. Họ đã thành công khi bưng bít tất cả sự thật. Nhưng khi sự thật bị phơi bày, thì tính người của đảng viên Cộng sản lâu nay bị che khuất sẽ trỗi dậy, và trong trường hợp có điều kiện, nó sẽ gây nên những phản ứng có thể làm đổ vỡ tổ chức đảng. Như vậy, chúng tôi có thể nói chuyện được với những cán bộ đó để tìm hiểu thêm tâm trạng của họ, và qua họ biết thêm được những tin tức cần thiết dù là họ nói không hoàn toàn chính xác. Những lời nói của họ có thể tìm thấy được những sự việc qua sự suy diễn hợp lý và khách quan. Những năm đầu trong tù, cán bộ chưa chịu nhìn ra sự thật, còn nhìn tù nhân như những kẻ thù nguy hiểm, nên tù nhân cũng giữ thái độ đối nghịch. Nhưng một khi họ thay đổi, chúng tôi cũng có thể trao đổi nói chuyện với họ và cuối cùng để xem ai cải tạo ai. Kết quả đại hội kỳ năm, nhiều ủy viên Bộ Chính trị bị loại, trong đó có Võ Nguyên Giáp, Trần Quốc Hoàng, Nguyễn Văn Linh, Chu Huy Mân, Trường Chinh được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Lê Thanh Nghị làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng, Phạm Văn Đồng làm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng tức Thủ tướng, Tố Hữu được lên hàng thứ 8 ủy viên Bộ Chính trị và được chỉ định đệ nhất Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Chức đệ nhất Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng mới được quy định. Trước kia Việt Cộng có nhiều Phó Thủ tướng ngang hàng nhau, khoảng từ 8 tới 10, bây giờ rập theo Liên Xô quy định trong số Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
chỉ có một người thay chủ tịch hội đồng bộ trưởng khi vắng mặt. Tố hữu tên thật là Nguyễn Văn Lành, là người tỉnh Thừa Thiên thuộc cánh Lê Duẩn. Một lá bài đăng lên, Lê Duẩn chuẩn bị cho Tố hữu thay thế Phạm Văn Đồng. Sự tranh chấp nội bộ của lãnh đạo Cộng sản Việt Nam càng ngày càng rõ rệt. Nguyễn Văn Linh trở lại làm bí thư thành ủy Sài Gòn. Lúc từ Hà Nội vào Sài Gòn, báo Tuổi Trẻ, tiếng nói của đoàn thanh niên đã phỏng vấn Linh rằng đại hội có thành công hay không. Linh cười trả lời, thành công lắm. Và câu hỏi tiếp, cuộc bầu cử có công bình hay không thì Linh trả lời là rất công bình. Tại sao có những câu hỏi như vậy của những người ủng hộ Nguyễn Văn Linh khi Linh bị loại khỏi chính trị bộ? Rõ ràng là mức xào xáo nội bộ đến độ công khai. Dịp Tết 1982, trại cho bắt lo vào trong trại để đêm giao thừa nghe các lãnh tụ chúc Tết. Chúng tôi bị bắt ngồi chờ đến gần sáng cũng không có chương trình chúc Tết thường lệ. Sao biết được là Hà Nội không sắp xếp được giữa Trường Chinh, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Lê Duẩn Tổng Bí thư, ai đọc trước, sự mâu thuẫn đến độ chi tiết. Nhận ra sự mâu thuẫn về tranh chấp quyền hạn trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, bơm lại chút phấn khởi và tin tưởng trong tù nhân, lòng háo hức về biến động ở Ba Lan vừa mới tắt sau vụ Liên Xô, dùng các tướng lãnh Ba Lan tay sai để đảo chính loại trừ chính phủ và những người lãnh đạo Đảng Cộng sản đã ủng hộ công đoàn đoàn kết. Tâm lý chung của đám đông mau chán nản, muốn có kết quả ngay, thành kiến về một chế độ Cộng sản không thể bị lật đổ rất khó xóa đi được. Do đó, nếu muốn vận động được một phong trào chống cộng, trước tiên phải chứng minh cho quần chúng là chế độ Cộng sản cũng như mọi chế độ chính trị khác cũng sẽ bị đánh đổ loại trừ khi nó không còn được nhân dân ủng hộ. Dĩ nhiên, chế độ Cộng sản có cả một đảng tổ chức làm hậu thuẫn, một hệ thống bạo lực sẵn sàng đàn áp và có tương quan chặt chẽ giữa các đảng và các quốc gia Cộng sản với nhau. Chống lại một chế độ Cộng sản là một điều khó khăn, nhưng không phải chế độ Cộng sản là vô địch. Trước kia chiến đấu với Cộng sản nhưng đa số người quốc gia nghĩ về Cộng sản là một cái gì bí hiểm, tàn bạo, đáng sợ, nhưng cũng đáng nể. Chế độ Cộng sản buông bức màn sắt cô lập với thế giới bên ngoài, không giao thương và không tôn trọng quy luật quốc tế. Ít người, kể cả những chính trị gia hiểu rõ về lý thuyết Cộng sản một cách đầy đủ, chỉ biết nó qua những khẩu hiệu tuyên truyền của cơ quan tâm lý chiến, đơn điệu và hời hợt. Ít người đọc tư bản luận vì nó vừa dày vừa khó hiểu. Không ai đọc nhiều về Lenin và Stalin để nắm vững quy luật đấu tranh của họ. Người có thể đọc là những viên chức cao cấp, vừa có đủ trình độ ngoại ngữ, kiến thức và có thể giữ tài liệu mà không bị cảnh sát bắt, thì vẫn làm quan và hưởng thụ. Những người muốn đọc thì bị cấm đoán, người có thẩm quyền và trách nhiệm vạch đường lối chống cộng thì không có kinh nghiệm sống thực tế vì trước khi làm quan, họ chỉ sống và học ở ngoại quốc hay ít ra là ở các thành phố, nên đối với Cộng sản thì chỉ sợ mà không gần. Trái lại, những người có kinh nghiệm sống với Cộng sản có thể nhìn rõ những khuyết điểm của nó thì hoặc là không có cơ hội hoặc không đủ trình độ để trình bày và thuyết phục người khác. Những cán bộ Cộng sản miền Bắc, dù với nhu cầu phải tô hồng tân bốc lãnh tụ, đưa Hồ Chí Minh lên hàng lãnh tụ lớn, nhưng có lẽ trong tận cùng của họ, họ cũng biết Hồ Chí Minh không vĩ đại như họ phải hô hào, nên họ phải viết, học tập lý thuyết Marx Lenin, tư tưởng Mao Trạch Đông và tác phong Hồ Chí Minh. Rõ ràng, lãnh tụ có thuyết, có tư tưởng thì đầu óc to lớn, lãnh tụ chỉ có tác phong thì đúng là người bình thường. Chưa kể tác phong của Hồ Chí Minh chỉ là một người giả dối lừa bịp trả tiền, đắc thời làm nên sự nghiệp. Khi đã tìm hiểu từ lý thuyết đến thực tế, thì trong xã hội Cộng sản còn dễ suy đoán những gì xảy ra trong tương lai. Vì Cộng sản là một tổ chức thì phải có quy luật, một bộ máy phải có cơ hành vận chuyển, tổ chức càng lớn, bộ máy càng to thì quy luật phải rõ ràng. Chìa khóa để tìm đường lối của Cộng sản trong thời gian sắp tới là Đại hội Đảng. Bản phúc trình của Tổng Bí thư, các khẩu hiệu chiến lược được thông qua tại Đại hội Đảng là những điều hướng cho chính sách áp dụng sau Đại hội Đảng. Nếu có thay đổi hay bổ túc,
thì qua các hội nghị trung ương đảng và hướng dẫn thi hành chính sách là nghị quyết của chính trị bộ và ban bí thư. Khuynh hướng của người lãnh đạo cao cấp phải thống nhất rập khuôn theo tổng bí thư khi họ trình bày tham luận của họ. Nếu có người đọc tham luận khác, thì đó là những sự kiện đáng kể. Trong đại hội kỳ 4, bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc là Kim Ngọc đã chỉ trích chính sách bình công chấm điểm và đề nghị khoán sản phẩm đã bị phê phán, cách chức và bị cầm tù. Đại hội kỳ 5, Nguyễn Lam, bí thư trung ương đảng, chủ nhiệm ban kế hoạch nhà nước, xác nhận quản lý sai lầm kinh tế. Lê Duẩn và Phạm Văn Đồng cũng tuyên bố nhận lãnh trách nhiệm. Chế độ bình công chấm điểm được thay thế bằng khoán sản phẩm. Trong đại hội kỳ 5, Nguyễn Văn Linh bị ra khỏi chính trị bộ vì tham luận của Linh, đưa ra những điểm cởi mở về kinh tế không được đại hội chấp nhận. Đó là điểm đáng lưu ý. Các quy luật điều hành chế độ Cộng sản đã được Lenin đề cập trong các tác phẩm của ông, và các đảng Cộng sản từ Liên Xô đến Việt Nam coi đó là cẩm nang hướng dẫn, cho nên họ luôn luôn bị cứng nhắc và lỗi thời. Lenin có bộ óc lớn vẫn bị giới hạn, vì thời đại ngày nay khoa học kỹ thuật tiến bộ quá nhanh, điện tử được áp dụng trong mọi địa hạt, nhất là địa hạt quản lý xã hội, thì trí óc của con người không lường trước hết được. Đây là một điều thất bại của chế độ Cộng sản nói chung. Phong trào Cộng sản quốc tế và khối xã hội chủ nghĩa do Liên Xô lãnh đạo là một trào lưu tư tưởng, một định chế và một thực tế chính trị thời đại, được hình thành từ một lý thuyết đến tổ chức rất chặt chẽ, nhằm chinh phục và thống nhất cả toàn thế giới. Từ sự phê phán đúng các khuyết điểm, các chế độ chính trị trong lịch sử loài người, nhất là chế độ tư bản và phong trào đế quốc chiếm thuộc địa và thị trường tiêu thụ của các quốc gia Tây Phương, ý niệm giải phóng con người khỏi áp bức bất công và giải phóng các dân tộc khỏi nô lệ là lý tưởng của con người có lương tâm. Từ đó, lý thuyết Cộng sản trở thành một hấp dẫn, dùng bạo lực để đoạt và củng cố chính quyền vô sản, tập trung quyền hành và tài nguyên trong tay, khởi đầu các nước Cộng sản giải quyết những khó khăn, đưa xã hội đến ổn định và phát triển. Dù giai đoạn này đòi hỏi phải hy sinh cả chục triệu người dân, nhưng sau khi qua giai đoạn cần thiết để ổn định lúc ban đầu, đưa một nước ra khỏi sự trì trệ của một nước bị lệ thuộc hay còn ở trong chế độ phong kiến, đến giai đoạn các quốc gia ổn định, Cộng sản phải chứng tỏ sự hữu hiệu trong việc thực thi lời hứa, đem lại công bình xã hội và hạnh phúc cho con người, thì chế độ Cộng sản hoàn toàn thất bại. Chỉ sau 70 năm nắm chính quyền, chế độ Cộng sản đi vào bế tắc vì giữa tổ chức chính quyền Cộng sản và những ước mơ đầu tiên của các Marx trở thành mâu thuẫn. 1. Ước mơ giải phóng con người công nhân khỏi các bất công, áp bức và bóc lột. Chế độ Cộng sản câu thúc con người áp bức và bất công nhất. Người công nhân là đối tượng để giải phóng cũng thành một thành phần bị bóc lột bởi tư bản nhà nước, bởi hệ thống cán bộ quản lý và bởi các khuyết điểm trong tổ chức quản lý. 2. Ước mơ một xã hội không có giai cấp. Chế độ Cộng sản tổ chức thành một xã hội nặng nề nhất, đảng viên Cộng sản thành một giai cấp bóc lột mới, và chính trong nội bộ đảng hệ thống đảng trật cũng rất nặng nề, mà con đường thăng tiến của đảng viên cũng chỉ dựa trên tính xu phụ, tân bốc, bợ đỡ và kéo bè kết cánh tiêu diệt loại trừ nhau. Biến xã hội Cộng sản thành một môi trường đào tạo những con người đê tiện, nơi mà con người phải che giấu nhân tính để được sống bình an. 3. Ước mơ giải phóng cho các dân tộc bị áp bức, nhưng kết quả lại hình thành một đế quốc nô lệ nhiều dân tộc. 4. Ước mơ hình thức nhà nước quản lý xã hội tự thủ tiêu, con người tự quản lý đời sống, nhưng lại thành lập một chính quyền mà bộ máy nhà nước quá nặng nề, buộc nhân dân đóng góp để bọn quan lại tiêu xài xa xỉ, nhũng lạm và uổng phí. Một hệ thống chính quyền dùng vũ lực để can thiệp thô bạo vào đời sống cá nhân của mọi người. 5. Ước mơ một nền sản xuất vững mạnh, mọi người đều tự giác bảo vệ của công, nên hàng hóa sản xuất như nước để con người làm việc theo năng suất và hưởng theo nhu cầu, nhưng lại tổ chức một nền kinh tế què quặt, không đáp ứng được nhu cầu,
chế độ kiểm soát và phân phối nặng nề trì trệ, nên dân chúng phải làm quá sức mà phải xếp hàng cả ngày mua hàng hóa phẩm chất kém mà số lượng không đủ nhu cầu. Lý thuyết không tưởng nên áp dụng vào thực tế lộ rõ ra những sai lầm. Chủ nghĩa cộng sản không còn giá trị, nó hiện còn tồn tại nhờ tổ chức và bạo lực. Một khi bạo lực không thể áp dụng thì chế độ cộng sản đương nhiên tan rã, sự tan rã từ chính nó. Nhưng đã nhiều lần đề cập ở trên, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thắng lợi vì nhờ vào chiêu bài giải phóng dân tộc, chống ngoại xâm, giành độc lập. Đảng không thắng nhờ chiêu bài xây dựng xã hội chủ nghĩa, trong đó đấu tranh giai cấp là điều kiện cốt yếu. Sau khi thống nhất cả nước, lá cờ giải phóng dân tộc chấm dứt sứ mệnh, Đảng lộ rõ bản chất là một thành phần của đệ tam quốc tế theo con đường Liên Xô tổ chức lại xã hội Việt Nam. Theo đúng khuôn mẫu Xô Viết, Đảng Cộng sản Việt Nam đi dần vào thất bại. Nguyên do: một, Việt Cộng đã phá bỏ mọi giá trị tư tưởng của dân tộc Việt để áp đặt tư tưởng Mác Lênin lên toàn dân. Điều 4 Hiến pháp Việt Cộng ghi rõ, Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong và bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân Việt Nam, được vũ trang bằng học thuyết Mác Lênin, là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo xã hội, là nhân tố chủ yếu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trên phương diện thế giới, Cộng sản Việt Nam đã đi một bước quá chậm chạp. Trong khi tư tưởng Mác Lênin đã lỗi thời, bị phê phán ngay cả trong hàng ngũ các nước Cộng sản, Liên Xô đang bế tắc vì dùng độc tôn một hệ tư tưởng xã hội không tiến bộ và không lối thoát, thì Việt Cộng sau khi chiến thắng quân sự, vội vã đem việc áp đặt hệ tư tưởng độc tôn đó như là con đường không thể khác. Về phương diện quốc nội, Việt Nam có truyền thống văn hóa hội nhập sâu sắc các tư tưởng Phật giáo, Nho giáo, Lão giáo và Kitô giáo, hình thành tinh thần dân tộc, lòng nhân ái và tình yêu nước. Trong căn bản tư tưởng đó, người Việt Nam không thể nào chấp nhận một hệ tư tưởng xây dựng trên hận thù đấu tranh. Việt Cộng nhờ vào tổ chức đảng và hệ thống bạo lực xây dựng một định chế và tổ chức chính trị, nhưng không thể đi sâu vào tư tưởng dân chúng khi không còn yếu tố hướng dẫn của nhu cầu giành độc lập. Chính quyền Cộng sản trở nên đơn độc và đối nghịch với toàn dân. Tập 26 đến đây đã chấm dứt. Xin mời bà con mình nghe tiếp tập thứ 27.